Anita 20. Cảm ơn chị Phi Vân rất nhiều đã dành thời gian đến tham gia cùng với chương trình ạ. Chào Quang Huy, chào tất cả các bạn xem đài. Bây giờ mình nói chút xíu về cái tuổi trẻ, cái thời thanh xuân của chị Phi Vân đi. Chị là hồi thanh xuân là chị quậy dữ lắm luôn á Huy. Có cúp cua. Đi học không đầy đủ nhưng mà sẽ lấy thời gian đi học đó để đi làm. Chị Phi Vân thì là người lúc nào cũng gọi là fun loving, rất là thích vui. Thời trẻ thì mình kiểu sống cũng hơi bạc mạng một chút xíu á, là vui thì có, không vui là biến. Cho nên là chơi rất dữ nè, chơi đi thục bia, đi hát karaoke, đi chơi bóng bàn, đi chơi bóng rổ, chạy xe phượt từ đây ra Vũng Tàu chẳng hạn vậy, tất cả những cái thứ đó là đều làm hết bởi vì mình thấy nó vui. Nhưng mà khi học á thì mình học á, trong cái system của Việt Nam là lúc nào cũng phải ngồi im, xong nghe cô giáo giảng bài, xong ghi chép, xong về học. Nên á là mình sẽ nghĩ ok, bây giờ mình có cái cách nào để mình học cho nó vui hơn không? Ví dụ như là mình nghe nhạc, ví dụ mình coi phim, ví dụ mình đọc tin tức trên internet hay mình đọc truyện. Chính nhờ mình yêu thích cái sự vui vẻ như vậy cho nên tìm nhiều cách khác nhau để học. Và cái đó nó theo chị Vân đến bây giờ, là bây giờ ngay cả bây giờ khi học bất cứ cái gì cũng phải vui mới học, còn không vui là thôi nhạc cho em xin nghỉ. Wow. Nhưng mà còn về cái buồn thì sao? Buồn thì là vì là chị Phi Vân là người rất là tự lập. Thời đó là đã tự đi kiếm tiền để tự học, tự ở riêng và tự lo cho cuộc sống của mình. Cho nên nhiều khi mình cũng nghĩ lại là ví dụ như mình bệnh, bữa đó mình ngồi nằm trên giường, mình không có gia đình của mình kế bên thì buồn. Nhiều khi chảy nước mắt á, cảm thấy là thật ra cuộc sống này đôi lúc nó cũng rất là cô đơn. Mình cảm giác như là mình đang lún vào trong một cái đầm lầy màu đen mà nó không có cái cách để thoát ra vậy đó. Mình chỉ có làm bạn với giọt nước mắt được thôi, kiểu vậy. Đó là cái cảm giác khó, thật là khó khăn. Cũng hay khóc. Nhưng mà khóc về mình cũng có, và khóc khi nhìn thấy những cái chuyện mà mình đau lòng cũng có của người khác. Đến một cái đỉnh điểm là chị Phi Vân hoàn toàn rơi vô trong một cái trạng thái nó gọi là hơi trầm cảm nhẹ. Bởi vì mình thấy là những cái gì mình làm cho đến thời điểm đó có thể rất thành công nha, có thể rất thành công nhưng mình không hạnh phúc. Thật ra chị chỉ nhận ra điều đó khi mà chị đã 33, 34 tuổi thôi. Chứ còn trước đó khi ta 20 là không có biết cái gì hết. 33, 34 tuổi thì lúc đó chị bị khủng hoảng. Là tại sao mình không hạnh phúc, tại sao mình làm được rất nhiều việc và nhiều người rất là khen mình và mình rất là thành công về mặt sự nghiệp. Mình đi ra ngoài thì rất là nhiều người ngưỡng mộ mình nhưng mà mình không hạnh phúc lúc nào hết. Ở cái thời điểm đó mới bắt đầu đi tìm hiểu, đọc sách, đi học, đi thiền, đi dành thời gian cho bản thân. Sự khác biệt nó nằm ngay chỗ đó. Tức là khi mình còn trẻ là mình sẽ luôn luôn có một cái thứ gì đó để mình làm. Có khi một lúc mình làm 2-3 chuyện chứ mình không bao giờ ngừng lại. Thì khi mình không ngừng lại thì mình không có thời gian để mình suy nghĩ. Mình không có thời gian suy nghĩ thì làm sao mình hiểu được cái hành trình vừa qua của mình, cái chỗ nào nó sai, chỗ nào nó đúng. Thì khi mà chị dừng lại, dành rất là nhiều thời gian cho bản thân trong một cái khoảng thời gian thì chị mới dần dần hiểu ra là cái sự không hạnh phúc đó của mình là bởi vì mình đã làm tất cả mọi việc dựa trên những cái mong muốn của thế giới bên ngoài chứ không phải là những mong muốn của bản thân. Người ta xây những cái hình tượng cho mình và người ta truyền thông về nó. Và người ta làm chuyện đó hay đến nỗi mà mình không thể chạy trốn được. Bởi vì khi mình đã xuất hiện ở trong xã hội với một cái hình tượng rất là xinh đẹp và hay ho mà một ai đó người ta đã vẽ ra, thì mình sẽ rất là muốn mình sẽ giữ cái hình tượng đó. Đôi khi chỉ vì cái đó mà mình không đánh đổi bằng cái sự hạnh phúc và cái sự mong muốn của riêng mình. Có rất là nhiều người quan tâm, xong yêu thương mình, vỗ tay. Trời, thích không? Thích chứ. Mình được đi tới những cái event, xong mình được gặp những người nổi tiếng hay là những người thành công, thì mình cảm thấy rất là tự hào và mình vui vì điều đó. Cái sự công nhận của thế giới bên ngoài nó quá quan trọng đối với là một người trẻ và đối với chị.
trong cái thời gian đó. Thì bây giờ là mình phải bỏ bớt từ từ để mình quay trở lại với lại cái con người thực sự là mình và làm những cái điều mà mình mong muốn. Em không biết rằng là cái khó khăn của cái việc bỏ nó sẽ như thế nào. Nó khó lắm Huy, nó rất rất là khó. Chị giả sử như ngày xưa chị là người ăn mặc rất là kiểu fashion. Chị rất quan trọng bề ngoài của mình, để mình make sure là khi mình bước ra một cái là mình phải tạo được những cái ấn tượng wow, đẹp quá hay là fashion quá hay là hợp thời quá, kiểu như vậy đi. Mà ví dụ có khi mình không thích mặc bộ đồ đó mình vẫn mặc bởi vì nó đồ hiệu chẳng hạn như vậy. Hoặc là mình không đủ tiền để mua cái hàng đó nhưng mình vẫn mua bởi vì mình cần phải show là mình có đẳng cấp, chẳng hạn như vậy. Còn hành trình của chị là bây giờ gỡ ra, có nghĩa là ok, nếu như mà mấy bạn không có thích cái con người thật của tôi, con người thật của tôi là tôi thích mặc quần sọt, tôi thích mang dép tổ ong, mặc áo thun và đi phượt. Nhiều khi có một bữa đi vô trong cái lounge của Vietnam Airlines mà mang đôi dép tổ ong là hay bị những người khác nhìn nói cái cô này không biết cổ là ai, có phải là thuộc về cái chỗ này hay không, kiểu như vậy. Thì bỏ được cái đó xuống không? Tại vì mình bỏ cái xuống đó xuống mình có thể mất rất nhiều người theo dõi, mình có thể mất bạn, gọi là bạn được không, hay gọi là bè đi, mình có thể mất rất nhiều quan hệ vì người ta cảm thấy mình không còn cùng đẳng cấp nữa chăng. Cái sự đánh đổi đó nó rất là ghê gớm. Nó rất là ghê gớm. Và khi mà mình suy nghĩ về chuyện mình có đánh đổi hay không để mình làm mình á, thì câu hỏi nó sẽ là mình có dám mất hay không. Nếu mình dám mất thì mình đánh đổi. Nhưng mà mình đánh đổi xong mình được cái gì? Hạnh phúc của cá nhân mình và làm theo những điều mình muốn, nó có quan trọng đến nỗi mình có thể mất hết nhiều thứ hay không? Đó là câu hỏi, và câu hỏi quá khó. Nhiều khi mình bị dồn đến chân tường á, mình bị dồn vô một cái thế mà, ví dụ như là bây giờ tôi trầm cảm rồi, tôi không thể đưa ra một quyết định hay một lựa chọn, thì lúc đó mình bị ép đến cái chỗ mà mình phải đưa ra lựa chọn, là mình lựa chọn không có đúng hay sai, lúc đó là mình lựa chọn để thoát ra thôi. Cái hành trình mà bỏ đi nó khó đến như vậy. Phải chăng có một cái điều gì đó, một cái biến cố nào đó xảy ra với chị để nó là một cái động lực đủ mạnh để chị quyết định là bỏ? Cuộc đời chị thì rất là nhiều biến cố, nhưng mà chị nghĩ là biến cố mà nó tạo ra cái tác động lớn đến như vậy đó là ở độ tuổi khoảng 34, khi đó là chị vừa vận hành 4 công ty của sở hữu của mình, vừa làm rất là nhiều các cái chuyện xã hội. 4 công ty thì tới 2 công ty nó thất bại. Và nó thất bại không phải là vì cái việc kinh doanh nó không tốt, mà vì cái quan hệ của mình với những cổ đông không tốt. Xong sau đó thì cái thất bại thứ hai của chị đó là thất bại trong hôn nhân, phải ly dị, tức là chia tay, là cũng là một cái thất bại về quan hệ. Cái thất bại thứ ba đó là thất bại trong cái việc kết nối được với bản thân mình. Thế cuối cùng mình tới đó mình nói, ủa là sao? Rồi cuối cùng tôi sinh ra rồi mấy người đẩy tôi tới đây rồi sao nữa? Quá nhiều những cái vấn đề như vậy nó xảy ra cùng một lúc. Thì ở cái đoạn đó của cuộc sống là chị vẫn ok thôi. Giờ thay đổi nha, mệt quá rồi, giờ làm gì khác đi. Chỉ có dấn thân vào những hoàn cảnh mới, những môi trường mới, làm những thứ rất mới, thay đổi bản thân mình để mình mới hơn, thì mình mới maybe có thể tìm ra được cái hướng đi mới cho bản thân. Nhưng mà ở cái đoạn đó, phải chăng cái tôi của chính mình nó đã nói một điều rằng là những gì mình đã làm trong quá khứ là mình phải thừa nhận là mình đã sai. Và cái đó là điều rất là khó. Tại vì không có ai muốn nhận mình sai hết. Đặc biệt là không có ai dám nói với bản thân mình là mày sai rồi hết. Nói được cái đó ra với người khác là còn khó nữa. Vậy thì cái hành trình từ năm 20 cho tới cái năm 34 tuổi đó là một cái hành trình như thế nào của Phi Vân?
nó có quá nhiều những cái trải nghiệm ở trong đó. Chính những cái trải nghiệm đó nó đẩy mình đến cái sự nhận ra. Và chị cảm ơn quá khứ vì cái điều đó. Cảm ơn vì mình đã sai. Cảm ơn vì mình đã có một cái thời không phải là mình, để mình nhận ra mình là ai. Và mình rất là tự hào là mình nói tiếng Anh giỏi. Nhưng mà cái đó nó chỉ là công cụ để giao tiếp thôi, nó không có nghề gì hết. Cho nên thật ra sau khi ra trường xong thì nghĩ, ủa, cuối cùng là giờ mình có cái này trong tay, cái bằng này trong tay, xong mình làm gì? Cái đó là chọn sai ngành. Nhưng mà cái đó nó cũng không sai. Tại vì nhờ như vậy mà mình mới mở ra được rất là nhiều những cái cánh cửa. Để mà vì mình có ngoại ngữ, mình học được rất là nhiều thứ khác. Mình mới đi được nhiều nơi, mình mới làm được nhiều thứ. Ở cái thời mà thanh xuân của mỗi người á, thì mọi người luôn luôn nói đích đến của mình phải là một cái điều hạnh phúc gì đó. Vậy thì cái thời thanh xuân đó, chị Vân có còn nhớ cái đích đến của hạnh phúc? Mình muốn thành công. Nhưng mà cái định nghĩa thành công là gì thì không biết. Làm được cái chức vị như vậy thì thành công, làm được công ty nước ngoài thì thành công, kiếm được lương cao bao nhiêu đây thì thành công. Tức là mình sẽ thay đổi cái định nghĩa thành công của mình theo giá trị thị trường. Kiểu giống như là người ta đặt ra những cái định nghĩa như thế nào thì mình chạy theo như vậy thôi. Chứ thời trẻ mình đâu có biết như thế nào gọi là thành công theo cái mong muốn của mình đâu. Bây giờ thì lại ngược lại. Bây giờ thì là ai muốn thành công kiểu gì kệ mấy người, không liên quan tới tôi. Còn thành công của tôi là định nghĩa của tôi. Còn câu chuyện về hạnh phúc thì như thế nào? Hạnh phúc mà lúc đó mình trẻ thì mình chỉ nghĩ là mình thành công, tức là mình đạt được những điều mình muốn là mình hạnh phúc thôi. Trẻ mà mình sống ở bên ngoài nhiều hơn là mình sống ở bên trong. Còn ngược lại người già thì sau khi mà bị đời đánh đập tê tua tê tả rồi ông Hoàng Huy thì mới chịu giống như là thu mình lại, xong rồi suy nghĩ về cuộc đời rồi phản tư rồi này nọ. Nhưng mà nói về cái câu chuyện hạnh phúc, ngoài việc là mình nghĩ mình thành công theo suy nghĩ thành công của mình thời điểm đó, mình làm được là mình hạnh phúc rồi. Nhưng em cũng muốn nhắc đến một cái yếu tố nữa tạo nên hạnh phúc trong cuộc sống của mỗi người, đó là tình yêu. Tình yêu hả? Chị Phi Vân yêu hơi nhiều. Và yêu mãnh liệt lắm. Yêu là sẽ bất chấp hết. Và không yêu nữa thì cũng rất là nhanh cắt cái gập. Yêu người khác sẽ có những đoạn buồn, nhưng mà đoạn buồn nó rất là ngắn. Mà người ta thường hay nói hôn nhân là cái đích đến của một cái tình yêu lâu dài. Chị không nghĩ vậy luôn á. Chị không nghĩ vậy luôn. Chị nghĩ là người ta có thể yêu nhau rất lâu, hoặc có thể yêu nhau cả đời này, nhưng không nhất thiết là người ta phải lấy nhau. Tại vì hôn nhân nó là một cái thứ mà nó là một cái bức tranh có quá nhiều mảnh ghép. Tình yêu là một, sự ngưỡng mộ là một, khả năng có thể phù hợp với nhau trong cuộc sống, cái đó rất quan trọng. Ví dụ như bây giờ mình đi chơi thì mình lên đồ, xong mình yêu nhau, mình đi ăn kem rồi này nọ thì nó vui. Nhưng mà về sống chung rồi tự nhiên thấy để cái tâm trên bàn là thấy ghét rồi. Đó, kiểu như vậy. Cho nên là nó cần nhiều hơn là cái tình yêu để có thể sống được chung với nhau. Trong đó nó có cả sự nhường nhịn, nó có sự thấu cảm, nó có sự tiến bộ cùng với nhau, chấp nhận nữa. Trời, tại vì có những thứ mình không có thay đổi được người khác đâu. Mình nghĩ mình thay đổi được là mình sai. Và chị nghĩ là nếu như mà mình đã hiểu rằng cái bức tranh của mình nó không có được tạo thành bởi những cái mảnh ghép đúng, thì mình nên vẽ lại bức tranh khác. Chứ mình đừng nên vì sự kiêu hãnh của mình để mà mình phải giữ chặt lấy nó, và mình đau khổ trong cái sự giữ chặt đó của mình, thì có lẽ còn gây khó khăn cho nhiều người hơn nữa. Nhưng mà đó là về tình yêu thôi. Còn về cuộc sống, về công việc thì nó như thế nào? Ngày xưa mình còn trẻ đó thì mình rất là hăng máu. Cho nên á, là mình sẽ làm một cái chuyện này sai nè, là mình thấy cơ hội nào mình cũng chạy theo. Mình chưa có đủ cái khả năng để có thể làm tốt việc đó, nhưng mà mình không muốn mất nó. Qua cái trải nghiệm mình mới thấy là mình thất bại rất là nhiều khi mà mình phân tán những cái nguồn lực của mình cũng như là cái tâm sức của mình vô quá nhiều thứ. Cho nên đến đoạn giữa thì sẽ kiểu ok, bây giờ 10 thì mình chọn 3 thôi nha, chứ mình không có chạy theo 10 nữa.
Còn bây giờ thì ở cái giai đoạn này của cuộc đời thì chị Vy Vân nghĩ là mình đã làm được một điều đúng, đó là mình luôn luôn phát triển bản thân mình, luôn luôn học cái mới, luôn luôn nâng cấp bản thân. Cho nên là ở độ tuổi này thì sẽ làm một chuyện ngược lại, có nghĩa là để cho cơ hội chạy theo mình chứ mình không chạy theo cơ hội nữa. Có rất nhiều điều mình đã ngộ nhận trong quá khứ, có rất nhiều điều mình đã làm sai trong quá khứ, nhầm tưởng trong quá khứ. Khi mình ở Việt Nam và mình còn trẻ và mình hơn rất là nhiều người trẻ khác cùng lứa với mình thì mình nghĩ là wow, I'm the best, kiểu mình là xịn rồi, mình hơn người rồi. Và khi mình bước ra ở một cái môi trường khác, một cái môi trường mà ở đó cái sự giỏi nó được định nghĩa khác, thì mình không bằng ai hết. Mà mình không bằng ai hết thì mình làm sao? Thứ nhất là khóc. Khóc trước, tại vì tuổi thân. Xong rồi ok, xong khóc xong rồi ok, bây giờ mình không bằng người ta chỗ nào thì mình sẽ học cấp tốc, kiểu như học bổ túc. Để mình ngay lập tức mình phải xây dựng được con người của mình, khả năng của mình, để mình thứ nhất là mình không có bị tự ti. Thứ hai nữa là mình tạo được cho mình cái cơ hội để tiếp tục làm việc và tìm kiếm được những cái cơ hội mới để mình tiến thân. Khi mà dấn thân vô làm kinh doanh và làm kinh tế thì có rất rất là nhiều những cái tình huống là muốn bỏ luôn, tại vì quá mệt, hoặc là quá nhiều chính trị trong công sở, hoặc là gặp ông sếp mình không thích chút nào, kiểu như vậy á, thì sẽ luôn luôn tìm nhiều cách khác nhau để học cho hết. Bài học đáng nhớ nhất chắc là bài học bỏ cái tôi của mình xuống để học hỏi nhiều hơn. Thật ra mà nói thì cái sự kiêu hãnh của một người trẻ, đặc biệt là một người trẻ mà có cái sự thành công sớm, nó rất là khó để đối diện. Cho nên thật ra khi chị ngộ ra được chuyện đó xong thì wow, kiểu như a whole new world, kiểu như một cái thế giới mới đến với mình sẽ khiêm tốn hơn, mình sẽ học hỏi hơn. Chính cái sự mộc mạc của bản thân mình nó sẽ dẫn dắt cho nhiều người giúp đỡ mình hơn, nhiều người dạy mình hơn, đặc biệt là nhiều người dạy mình hơn. Tại vì mình mà kiêu ngạo quá không ai dạy mình hết, mà có quá nhiều thứ mình không biết. Mình cứ tưởng là mình giỏi, mình biết, không có. Cái thế giới này nó khủng khiếp bao la, quá nhiều thứ mà nếu người ta không thương, không dạy thì mình sẽ không bao giờ biết được. Mà không biết được thì không bao giờ thành công được. Tới thời điểm này, chị Phi Vân đã nhận thấy mình thành công hay chưa? Nó có hai cái cách nghĩ nha. Cách nghĩ thứ nhất, nếu như mà mình quá hài lòng với những gì mình đang có thì mình sẽ không có tiến bộ được nữa. Cho nên có quá nhiều thứ chị muốn học tiếp, có quá nhiều thứ chị muốn làm tiếp. Ví dụ như là bây giờ đang là nhà đầu tư, thì bây giờ chị đang có trong hồ sơ đầu tư của mình có 24 công ty, thì chị sẽ muốn nó trở thành 100 công ty. Và chị sẽ muốn là trong 100 công ty sắp tới mình đầu tư thì nó sẽ có những cái ngành mới. Và đặc biệt là nó sẽ có những cái ngành mà nó tạo được nhiều tác động cho xã hội, chẳng hạn như vậy. Và không bao giờ dừng lại. Cuộc sống mình có giá trị, mình có năng lượng thì mình mới cảm thấy là mình đang sống. Thì nếu nhìn ở góc độ đó thì không thành công, chưa thành công và sẽ không bao giờ thành công. Còn nếu mà nhìn vào góc độ là chị có hài lòng với lại cái cuộc sống của mình hiện tại hay không thì chị rất hài lòng. Thì nếu gọi là sự hài lòng là thành công thì chị thành công. Vậy thì đến cuối cùng như ngày hôm nay, để có được cái sự hài lòng trong cuộc sống thì điều mà chị Phi Vân cảm thấy trân quý nhất ở mình đó là gì? Là tìm lại được chính mình. Là đã không có sống giả trân á. Sống theo mong muốn của người khác, không sống theo cái hình vẽ của người khác, sống theo cái quy định của xã hội về chữ hạnh phúc. Đơn giản là chỉ là mình thôi. Cái sự hài lòng cao nhất trong cuộc sống của một con người đó là cái sự tự do. Chính cái sự tự do, được làm những cái gì mình mong muốn, được làm những cái gì mình thích. Tự do về tài chính, tự do về tư tưởng, tư duy, tự do về cái lựa chọn của mình trong hành trình sự nghiệp hay là trong hành trình cuộc sống. Sự tự do đó nó chính là cái mang lại cái hạnh phúc lớn nhất cho cuộc đời của một con người. Tuyệt vời. Cảm ơn chị Phi Vân. Tuy nhiên thì đoạn này em có một câu hỏi. Em nghe nhiều người nói một cái điều như thế này. Khi bạn giàu có, khi bạn có nhiều tiền, thì những lời nói của bạn luôn luôn đúng. Chị nghĩ như thế nào? Chị không nghĩ vậy đâu. Chị nghĩ mình là con người á, chứ không phải mình là thánh đâu. Cho nên con người là luôn luôn sẽ có sai nha. Vấn đề là người ta có nhận mình sai hay không thôi.
hoặc là vấn đề là miệng nhà Quang có gan có thép đúng không? Quang nói là phải đúng á, thì cái đó nó sẽ phụ thuộc vào cái khả năng phản biện của người đời về cái sự đúng sai. Còn lại thì là bản thân của mình thì chị sẽ nghĩ là ngay cả bây giờ chị có lúc chị cũng sai mà, có lúc chị cũng nói những điều sai mà, có lúc chị cũng làm những điều sai mà, có khi chị cũng đầu tư sai luôn. Nhưng chỉ khi mình nhận ra rằng mình rất người và mình có thể sai thì mình sẽ có thể tự nhận thức để mà giảm cái phần trăm, cái tỷ lệ sai của mình xuống đến mức thấp nhất có thể. Hoặc là khi mình sai thì mình nhận ra và mình sửa sai và mình nhận sai. Vậy thì cái sai mà chị Vân nhớ nhất với chính mình là cái sai nào? Chị nghĩ cái sai lớn nhất của chị là khi mà chị mới có bạn nhỏ, thì chị còn trẻ và chị đang rất là hăng máu với lại sự nghiệp của mình. Chị đang rất là thành công, cho nên chị dành rất là nhiều thời gian cho công việc và không dành đủ thời gian cho con. Đó là một cái quá sai. Những cái ký ức mình có thể tạo ra tại một thời điểm nào đó, nếu nó đã qua thì không còn nữa. Mà ký ức là thứ duy nhất mà con cái sẽ mang đi, sẽ mang theo trong cuộc hành trình của mình về ba mẹ của mình, về gia đình của mình. Giang hồ ta chỉ giang hồ vặt đúng không? Nghe tiếng cơm sôi cũng nhớ nhà đó. Cuối cùng mình nhớ gì? Mình nhớ nồi cơm sôi thôi à, chứ mình có nhớ cái gì khác đâu. Ví dụ như chị, bây giờ hỏi chị nhớ gì về mẹ của mình? Chị nhớ là, chị nhớ như in cái hình ảnh của người mẹ của mình chà cái khoai mì á, để làm bánh cay á, xong rồi chiên lên nó thơm. Trời đất ơi, nhớ cái đó. Chứ có nhớ gì khác đâu, có nhớ mẹ mình bao nhiêu tiền đâu, cũng không nhớ mẹ mình là được bao nhiêu người ngưỡng mộ, không nhớ. Chắc có lẽ là chị Phi Vân như ngày hôm nay, một phần cá tính của chị cũng được thừa hưởng từ người mẹ của mình. Chị nghĩ nếu hỏi người chị ngưỡng mộ nhất trong cuộc đời là ai thì chị sẽ nói là mẹ. Bởi vì mẹ chị là một người rất bình thường nhưng mà đã làm được những điều rất là phi thường để mà nuôi dạy cho mình, cho có được những cái cơ hội như ngày hôm nay. Cho nên là cực kỳ ngưỡng mộ. Và điều đó cũng làm cho mình phản tư là nhiều khi mình chỉ cần làm người bình thường thôi, chứ mình cũng đâu cần phải làm gì ghê gớm đâu. Cho nên đâu có chắc là mình nhiều tiền hay là mình có chức tớ tướng rồi mình tỏ ra thành công ở ngoài xã hội là người nhà mình vui đâu. Đôi khi những cái mong muốn của những người thân xung quanh mình nó đơn giản và nó mộc mạc lắm. Nó chỉ là ngồi ăn với nhau bữa cơm thôi. Yeah. Mà mình không làm được. Và may mắn là bây giờ đã làm được rồi. Bây giờ thì chắc chắn rồi. Bây giờ là kiểu giống như là nằm trong não là phải luôn luôn tạo được những ký ức nha. Và ký ức tươi đẹp về ký nhau. Ký ức tươi đẹp và tích cực về nhau. Dạ. Vậy thì bây giờ tôi là ai? Tôi sinh ra để làm gì? Chắc là chị Vân đã có câu trả lời cho chính mình rồi. Chị nghĩ là như vậy. Tôi không là ai cả. Tôi là một phần của thế giới này. Tôi chỉ mong muốn là một người rất là bình thường, tạo ra được những cái tác động, ảnh hưởng tốt đến tất cả mọi người và bản thân. Càng về sau thì mình càng thấy mình không là gì, không là ai. Những cái gì mà mình làm được mà nó có ý nghĩa, để lại về mặt di sản cho mọi người và cho cộng đồng thì nó quan trọng hơn là những cái chuyện như là ở trên trang bìa của một tờ tạp chí. Tôi không là ai cả, tôi chỉ là một phần của vũ trụ này, của xã hội này. Và tôi sinh ra để đem đến những cái điều tích cực cho xã hội, cho cộng đồng và lan tỏa cái giá trị thiện lành đến tất cả mọi người. Rồi tôi ra đi. Vậy thôi. Em nghĩ là bà tôi cũng vui và hạnh phúc nữa đó. Có, rất là vui và rất là hạnh phúc luôn á Hoàng Huy. Vậy thì bây giờ một thông điệp dành cho những người trẻ, các bạn trẻ theo dõi buổi trò chuyện ngày hôm nay. Từ một cô gái cực kỳ cá tính, chịu chơi, chất chơi hết mình cho đến lúc tìm lại chính bản thân của mình. Chị chắc là sẽ nói một điều hết sức đơn giản, đó là đừng sợ hãi khi mà là chính mình. Chị thấy các bạn sợ điều đó. Sợ bởi vì là sợ không được chấp nhận, sợ không được công nhận, sợ người ta không thích mình, không yêu thương, không quan tâm mình. Cho nên lại như chị ngày xưa lại đi xây hình tượng. Là chính mình có nghĩa là mình thích thể hiện mình như thế nào, mình thích theo đuổi cái gì, mình thích lựa chọn cái gì thì mình sẽ dấn thân hết sức để mình làm những chuyện đó, chứ mình không có đi theo cái yêu cầu và mong muốn của người khác. Nếu bạn còn sợ nghĩa là bạn chưa là mình. Chỉ có những người mà người ta tự do
và người ta tự tin về bản thân mình rồi thì người ta mới làm được những chuyện như vậy. Yeah. Mình còn sợ là mình chưa có thể là mình được. Vui vẻ tìm hiểu và dấn thân đi, rồi mọi người sẽ thấy nó vui cỡ nào. Mà chị là cái gì không vui chị không làm, cho nên chị đã làm rồi và chị thấy nó quá vui, nó quá hay ho, thì chị muốn chia sẻ cái trải nghiệm đó lại. Còn việc bạn có mong muốn có cái trải nghiệm đó hay không là lựa chọn của bạn. Nhưng mà chị Phi Vân chắc chắn là khi bạn đã có những cái trải nghiệm global như chị rồi thì các bạn sẽ trở thành một con người rất là khác. Chị sẽ có một cuộc sống hoàn toàn khác và sẽ có một cái thế giới quan rất là màu sắc. Cảm ơn chị Phi Vân với những chia sẻ của mình tại Khi Tăng 20. Còn bây giờ thì Quang Huy và chị Phi Vân xin nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại.